Quỳnh xin kính chào quý khán giả. Rất vui được gặp gỡ quý khán giả trong chương trình mới Tuần qua khán giả xem gì của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, Tuần qua khán giả xem gì sẽ giới thiệu những chương trình, những bộ phim được quý khán giả đón nhận nhiều nhất trong tuần qua trên sóng Truyền hình Vĩnh Long, cùng với những phân tích, đánh giá từ góc nhìn khán giả để đem đến cái nhìn rõ hơn về chất lượng thực sự của các chương trình truyền hình hiện nay. Quý khán giả thân mến, hiện tại có thể nói có rất nhiều chương trình giải trí, những bộ phim được sản xuất hàng loạt và lên sóng truyền hình vào rất nhiều các khung giờ khác nhau, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của khán giả. Tuy nhiên, số lượng chương trình để lại dấu ấn trong lòng người xem không phải nhiều. Trong số phát sóng đầu tiên này, Tuần qua khán giả xem gì sẽ mời quý khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu thực tế về vấn đề này như thế nào. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Thúy Quỳnh xin mời khán giả sẽ cùng điểm qua những chương trình, những bộ phim được khán giả đón nhận và quan tâm nhiều nhất trên sóng Truyền hình Vĩnh Long trong tuần qua nhé. Dẫn đầu lượng người xem về phim Việt là bộ phim Con gái chị Hằng với bối cảnh năm bộ xưa. Và câu chuyện éo le về cuộc đời cô thôn nữ Lệ Hằng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của khán giả. Đặc biệt là khi Lệ Hằng rơi vào bẫy tình của tên Sở Khanh Nguyễn Phùng, phải gánh chịu bao đau khổ. Thu thập ý kiến trên fanpage, YouTube và THVLI, có thể thấy đa phần ý kiến khán giả đều đồng cảm với số phận của Lệ Hằng. Và mọi người đều rất mong chờ được xem tập tiếp theo để biết câu chuyện sẽ đi đến đâu và nhân vật chính sẽ trải qua nghịch cảnh éo le của cuộc đời mình như thế nào. Mình thích coi phim Con gái chị Hằng á, vì diễn viên nó đẹp, ngày nào chị cũng coi hết á. Con gái chị Hằng hay, coi thấy xúc động lắm. Diễn viên đóng xuất sắc rồi mình thấy là người ta nhập vai quá thì mình coi mình thích. Những cái phim đó tôi thấy là hấp dẫn, tầm đắc. Là có những cái là cũng dơ dớt quá. Bên cạnh khung giờ vàng phim Việt đang giữ vững lượng người xem, thì khung game show 21 giờ quen thuộc dẫn đầu với những game show ấn tượng. Hãy cùng Thúy Quỳnh điểm qua những game show nào trong tuần đã nhận được sự quan tâm theo dõi nhiều nhất của bạn xem đài nha. Loạt chương trình giải trí 21 giờ trên sóng Truyền hình Vĩnh Long có thể xem là một khung giờ quen thuộc của khán giả khu vực thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua, với các chương trình luôn được đầu tư công phu và chất lượng và luôn nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Một trong những chương trình nóng nhất trong tuần qua có thể nhắc đến là Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí, một phiên bản mới của Tuyệt đỉnh Song Ca đã rất thành công ngay mùa đầu ra mắt. Là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho các cặp đôi nhí, những tập đầu của Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí đã nhận được rất nhiều sự quan tâm theo dõi của người xem, bởi các thí sinh tham gia đều có giọng hát tốt, đến từ các vùng miền khác nhau trên cả nước. Bên cạnh đó là những màn tranh luận nảy lửa nhưng hết sức duyên dáng và vui nhộn của các cặp huấn luyện viên Dương Triệu Vũ và Thu Trang, ca sĩ Cẩm Ly và MC Đại Nghĩa, MC Thanh Bạch và ca sĩ Đoan Trang. Các chương trình như Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí và ca sĩ Giấu Mặt Mùa Ba cũng theo sát Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí với những tiết mục ấn tượng, hài hước và không kém phần gay cấn. Tuyệt đỉnh Song Ca đó. Chung có thấy là tụi mấy đứa nhí nhí nó quá hay, nó nhà phải tài ghê luôn á. Những cái tuồng cổ mà con nít nó vẫn làm được là nó quá giỏi, hay hơn những người lớn luôn á. Như chương trình này đang mình đang coi đây nè, vẻ dễ thương và hát hay nữa. Quý vị có thể thấy các chương trình game show và phim truyện trên sóng Truyền hình Vĩnh Long hiện đang là một trong những chương trình dẫn đầu về số lượng người xem và có nhiều lượng bình luận rất tích cực. Tuy nhiên, một hiện trạng rất đáng quan tâm hiện nay là số liệu ảo đang làm xáo trộn mặt bằng chất lượng của các chương trình, gây ra không ít những băn khoăn trăn trở cho nhà sản xuất và một dấu hỏi lớn về hiệu quả đầu tư quảng cáo của các doanh nghiệp sẽ như thế nào. Chính vì lẽ đó mà từ năm 2016, hệ thống đo lường chỉ số khán giả gọi tắt là VietnamTam của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra đời, với mong muốn có thể góp phần định hướng, điều chỉnh lại cán cân đo lường đang có những dấu hiệu sai lệch. VietnamTam là hệ thống đo lường được thiết lập trên công nghệ đo lường của Nielsen, là hình thức đo lường hiện đại phổ biến nhất của thế giới hiện nay. Tất cả số liệu của Nielsen đều được thu thập dựa trên những thiết bị máy móc lắp đặt để thăm dò hành vi, thói quen của người xem truyền hình trên cả nước. Vì vậy, kết quả đem lại không bị tác động bởi bất cứ yếu tố bên ngoài nào.
Hiện tại đã có hơn 100 kênh truyền hình đăng ký sử dụng dịch vụ đo lường của Tam. Đây là một dấu hiệu đáng mừng khi thị trường đo lường khán giả đang được trở về đúng với vai trò của nó. Ngay bây giờ, Thúy Quỳnh xin được nêu một số ví dụ cụ thể về mặt bằng thống kê số liệu hiện nay ở các kênh truyền hình giữa các đơn vị đo lường để giúp quý vị có sự nhìn nhận rõ hơn về việc đo lường lượng người xem hiện nay. Ở kênh truyền hình Vĩnh Long 1 theo Việt Nam Tam, lượng người xem trung bình của phim Việt Nam Con Gái Chị Hằng được đo trong tuần qua trung bình có khoảng 299.000 người. Trong đó, ngày thứ 6 có lượng người xem nhiều nhất lên đến khoảng 372.000 người. Trong khi theo một hệ thống đo lường khác, vào khung giờ này chỉ có khoảng 123.000 người xem. Điều này thấp hơn khoảng 2,5 lần. Còn ở kênh truyền hình khác, một bộ phim Việt Nam cũ đã phát sóng vào năm 2012 lúc 21 giờ. Theo Việt Nam Tam, lượng xem trung bình của phim này trong tuần chỉ chiếm khoảng 14.000 người xem TV tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi theo một hệ thống đo lường khác thì có tới 107.000 người xem. Tỷ lệ này cao hơn gấp 7 lần. Thưa quý vị, bộ phim Âm Mưu Về Tình Yêu là phim đứng đầu về số lượng người xem trên các kênh truyền hình. Thế nhưng giữa hai hệ thống đo lường lại có sự chênh lệch chưa từng có, lên đến gần 3 lần. Trong ngày thứ hai, theo số liệu đáng tin cậy của Tam là 431.000 người xem phim này, trong khi số liệu của một đơn vị khác chỉ có 160.000 người xem. Tuần qua, kịch cùng Bolero, Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí và Cười Xuyên Việt 2017 là ba chương trình có sự chênh lệch rating lớn, lên đến trên 200.000 người xem giữa hai hệ thống số liệu. Trong đó, đáng chú ý là chương trình kịch cùng Bolero. Theo Việt Nam Tam, có khoảng 476.000 người xem tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng theo hệ thống đo lường khác, thì tỷ lệ này thấp hơn khoảng 2,4 lần, tức là chỉ có 212.000 người xem. Tuyệt đỉnh Song Ca Nhí theo Việt Nam Tam là chiếm 544.000 người xem tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng theo số liệu đo lường của một hệ thống khác thì chỉ có 265.000 người xem, chênh lệch 2 lần. Trong gia đình cô mà với lại ở trong khu phố đó là cô thấy hình như hầu như ai cũng thích mở cái đài Vĩnh Long 1 với Vĩnh Long 2 để xem hết đó. Mà buổi tối là thấy là bắt đầu mà từ khoảng 8 giờ mấy mà cho tới 10 giờ rưỡi 11 giờ luôn. Như còn mấy cái kinh kìa, nhiều kinh quá mà đâu có coi đâu. Cứ thích coi Vĩnh Long không à. Thì nói chung là nếu như mà đài truyền hình của mình mà càng ngày càng tốt lên này, có những chương trình hay, tất nhiên là khi mình đã coi một chương trình nào đó rồi mình hay dạo qua cái kênh đó đúng không? Trong nhà mình là cái tivi của chương trình của Vĩnh Long là tôi xem nhiều nhất luôn. Những số liệu ảo sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư quảng cáo của các doanh nghiệp. Họ phải bỏ ra một số tiền lớn để đầu tư vào những chương trình ít người xem, tin tưởng vào những con số chưa phản ánh đúng thực tế. Như vậy, hiệu quả sẽ không đạt được như mong muốn. Hệ lụy lớn hơn từ những số liệu ảo là nền kinh tế của nước nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng khi sản phẩm của nhà sản xuất không đến được đúng với nhu cầu của người tiêu dùng. Và một điều quan trọng nữa là một khi chất lượng chương trình không được đánh giá đúng bản chất, khán giả sẽ là người thiệt thòi nhất khi không được đáp ứng đúng thị hiếu với những món ăn tinh thần mà mình yêu thích. Kính thưa quý khán giả, có thể nói chất lượng chương trình và khán giả vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể đánh giá đúng thực chất về một chương trình có hấp dẫn thực sự và có đáp ứng được nhu cầu giải trí của người xem hay không. Với những kết quả đo lường hiện tại của Nielsen khá phù hợp với đánh giá của người xem, chúng ta có thể tin tưởng rằng một khi các chương trình được đầu tư đúng mức, chất xám của những người làm truyền hình bỏ ra với mong muốn phục vụ người xem ngày một tốt hơn, thì họ sẽ nhận lại được những kết quả xứng đáng từ sự công nhận của người xem. Các đơn vị doanh nghiệp không phải đau đầu khi mỗi chiến lược đầu tư kinh doanh của họ đầu tư quảng cáo vào lĩnh vực truyền hình sẽ đem lại hiệu quả như mong muốn. Thưa quý vị, chương trình Tuần qua khán giả xem gì đến đây xin tạm dừng. Thúy Quỳnh cảm ơn quý khán giả đã luôn quan tâm theo dõi các chương trình của Đài truyền hình Vĩnh Long trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.